lai chắc mlan đai chung mlan kichu huyền rồi July 4 huyền nay July 5 adok lam rồi đơr ka rồi lai chắc mi mok lai klum thom hấp ác EDP ba sân anh em 5% phụ khoa bom tố sa ai đốc lâm sang ai đi lên anh vào lại đã đá mọc lại hấp ác nào lăng rằng rối em nuôi bọn lại cái được an từ bồn prong lên anh đã đá tục nã mình đang bằng khoa làm cặp cọ sang đêm đế lên anh tờ làm bùi briêng nà mong plu mong nó trụ cặp plu đoa mong cặp lại cái được an H10 cơ rồi kẻ kỳ nghĩa luôn thùm cái chả mì. Ngày hôm qua là tháng 7 ngày mùng 4, tháng 7 ngày mùng 5 là ngày hôm nay. Tất cả tại Hoa Kỳ rất là vui mừng được đón, được nhớ đến cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Cho nên 56% các vị mục sư ở trong nhà thờ để đọc kinh thánh và cầu nguyện, và có những tất cả đi ra ngoài phố vì người ta có diễn hành bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu ca nhạc rất là vinh dự, và có người ở nhà thì bây giờ nấu ăn nướng ăn ở ngoài sân vui vẻ sống đúc với nhau trong gia đình. Đêm tối từ 10 giờ cho đến 12 giờ là bắn pháo rất là vui vẻ, màu sắc rực rỡ trên mây. Là cho nên thì tất cả ai ai vui vẻ trong ngày độc lập của Hoa Kỳ, chúc mừng anh em tại Hoa Kỳ được vui mừng. I would like or depend on the day is a holiday of independent United States. 56% pastor in the church prayer and send the message to remind how about meaning of Independent Day, include myself in the church. And some of those go to downtown, sure, to enjoy, look for parade, any kind of color, dancing, music, beautiful song, or many, many other people so crowd on yesterday. Began on at 10 p.m. the night. Firework, beautiful, from 10 to 12. I hear all the sound outside and listen, and also, and so every town in America, they have the beautiful other firework. And then all the family say, Happy Independence Day and bless to you all. All my friend in America, God be bless you. Lam ruay dua puluh depan lan nam, mau klaim kom jing, ipul trung gum, phung khoa pom tu mau klaim kom jing ipul trung gum, ke Allah cao a, ke ya doh, ke klengye, klegal kedi, ke ji jang nubut sang di mau kle kumpu. Màu màu ô xa lọc lề răng gàng màu đặc lề gụt bắt sẽ là làm phụ nân màu khóa bông tô Bishop Wan Thanh Trần từ sáng ID Lutheran California khóa bông tô Nguyễn Công Chính Như Diên Bích Bình Bích Hồng Lutheran từ Raleigh Lennon Reverend Phong Bùi, Jin Khoa Pom Tô, Tinker Đạo Khóp,
Whitney Houston, Lennon Dr. Valley Brody, Eugene Paul Bitlack Center, New Pia Center, Kapung Kek Falun Gong, Lennon Dr. Ngodup Sering, Eugene Khoa Chi Hra, Kapul Dao, Dai Lạc Lực Ma, Lennon Kopo, Chiang Po Ru, Tinh Cơ Bra, Khoa Pong Tô, Gum Trong Chai Mbet, Cơ Bra Kleng Nghi, Tị La, A Châu. Lennon, Khoa Pong Tô Joseph Pham, Tinh Cơ Baptist Church, The Illinois, Như Chiang Po Giác Prak, Cơ Ê Pô. Sanan Duy Bim Gop, Tìm Jê Ê Rô, Lennon, Sắp Ur, chỉ cái chí chăng tạc lệ đạo tì krah a la chàr mì sẽ si tì Việt Nam Tây Tạng Yêu Hù Pháp Luân Công Myanmar Campuchia Chàr Lào Chàr Philippines Chàr Thái Lan Chàr Đài Loan Hồng Kông Bangladesh Chào Japan, chào Mongol, chào Malaysia, chào Indonesia, chào khách Trung Quốc, chào Singapore, Lennon Hàn Quốc, Lennon Wat cơ chào The Korean. Chẳng cơ dì chàng bò chào màu ai cơ lại đi cung phú bò hông lại yên yên năng cơ lại đạo để cơ đêm đề. Lennon brought call at Sema Bitla, Kagrup Yuetna, Ristilan Allah. Did you mau, clad up in them day? Sonan Pit Mpo, Kaklad up, the gut mole, Nanjing Sam Ta Clay, Yumban Kariga. Trong cái ngày hôm nay, tôi cũng nhớ là nhắc đến cho anh em. Tháng 6, ngày 29, tất cả hội đồng tôn giáo châu Á vì công lý, tự do và hòa bình. Và trong đó là có ông Giám mục Văn Thanh Trần, là mục sư nguyện công chức ở bên Lutheran, và cha Phong Bùi, tỉnh Texas, là tiến sĩ Levin Brown, là người ở trung tâm Falun Gong, và tiến sĩ Ngô Đức Sering là tổng thư ký của Lai Lạt Ma, và chính tôi là người thứ ba trong phó chủ tịch để nắm trong chức vụ tôn giáo và người bản địa có trong mỗi nước. Và mục sư Joseph Phạm là thu củi trong hội đồng. Chúng tôi rất là đại diện tất cả tôn giáo trong nước Việt Nam, Tây Tạng, Yêu Hù, Pháp Luân Công, Myanmar, Campuchia, Lào, Philippines, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Bangladesh, Nhật Bản, Mông Cổ, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và tất cả nước sẽ tiếp tục. Và để nhấn mạnh tất cả tôn giáo được tự do tín ngưỡng và tất cả tôn giáo được thờ phượng, không có quyền bị ngăn cắt, là tôn giáo được chia sẻ cho mọi người, được tự do thờ phượng. Và đặc biệt, mỗi dân tộc đều có phong tục tập quán, tôn giáo riêng, tín ngưỡng riêng của họ.
là chúng ta cũng phải tôn trọng với nhau trong cái sự tín ngưỡng của mỗi dân tộc. And on July 29, 2024, Asian Religious Council for Justice and Freedom and Peace, I am holding position, contact, and speak out the freedom religious have free to worship God and believe to indigenous religion believe. It's the same thing the people on behalf indigenous people in Vietnam, Tibet, Uyghur, Hong Kong, Myanmar, Cambodia, Laos, Philippines, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Bangladesh, Japan, Mongolia, Malaysia, Indonesia, China, Singapore, South Korean, and North Korean, and keep continue. We want to make sure that all the religious, they have the respect for their belief. The way of their belief should be applied to everyone, should respect their belief. Because all culture, all any that God give space for that initiative, and they have right to worship what they believe. Kayanan clay yom pan hlam clay dao idea ko po chang bim ngaj ko po konong jing sa cho kho pom to blue clay sydney ko clay idea blue sanad da rang lai lam bro di char da sane sanan ti nyo men so le ko konong bro hun ko yesu ji elan yesu jing clay sydney Yesu jing klai dip. Do pan plo nam, nam plo nam pok tum rak klai ai dip lo. Wat klai muin, ech mui bim ni k ai dip. Kaya dah, kau dao meng rui ko dip. Kau dao k ai dip, ke Yesu Kris, ke yang ngajak ai dip. Senan ai dip iyo kau, kenong ke bro ai dip. Senan dai muh, cơ lại kẹt kề hay dân tệ lạc ngữ brọt nần mà dọa brọt cao ô việt lại sơn nần cao hơn cái đi nhau brọt nần bom căn việt lại cao mò mò việt lại cái đi ô sơn nần kề ai đi bảy cái cao sơn si po lại cao sẽ mà sơn nần cao gỡ dính sai cho mình nã cây hoa khoai vàng cú cái đi e độc đặc bằng hoa năng hong klai ai di iu la hong klai lo gu i du un lanan gear bre di ibit ru dang de hong klai kap hong klai ka da penang bre gear ja pio klai yang ngat jak bim guop jing sa mo sa sem lai lanan sa yam ngat jak sa si sa ai di iu de la ka sa klai chang mang màu sa khoai yang, sa clay đạo, sa clay bà tem, sa ai đĩa lên anh ma cái gì chẳng, bồ đốt tít long hình cái gì chẳng, đốt bết hồng gì chẳng lên anh đốt lâm gì chẳng, bia đặt grab cho đại mạ tụ lại clay pap tu si nâng Chris vậy, cái anh anh ai đĩa blue light là, ai già yu đi tít long yu tắt ba lùm nạ lên nhan nhu bim pha clay bre cơ phùng nuôi sơn anh đi bố mọc clay đạo đêm đê bẹ đã đi nhu yêu vết cơ nòng xa ai đi bố tin lùng hen sơn anh đề bim gốc sập chẳng tuổi đó clay nghe làm clay đạo lên nhan clay bố cơ clay đi nuôi anak ai đi rít lật la này. Cho nên tôi rất là vui mừng được chia sẻ. Tôi là người mục sư. Mục đích bài giảng của tôi nói về Chúa là con đường, lẽ thật và sự sống.
tôi giảng 66 quyển Kinh Thánh, cái bài ca chung với nhau hát tôn vinh Chúa của chúng ta trên trời. Tôi đã tin Chúa từ tôi hồi nhỏ, cho nên cái đức tin, tôi tin Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Và tôi tin cái sự hiệp một tất cả thánh đồ trên địa cầu, trên thế gian này là anh em. Cho nên trong sách Ephesians đoạn 4, Phaolô phán rằng: tôi cũng vậy, với nhân dân một người bị tù vì phục vụ Chúa, tôi này xin anh em sống đúng theo tiêu chuẩn Thượng Đế đã đặt khi Ngài tuyển chọn anh em làm con cái Ngài. Phải hết sức khiêm cung, hiền từ, phải nhẫn nại, nhường nhịn nhau trong tình yêu thương. Phải cố gắng sống bình an, hòa thuận để giữ sự hợp nhất trong Thánh Linh. Chúng ta cũng thuộc về một thân thể, cùng nhận lãnh một Thánh Linh, cùng chia sẻ một cái niềm hy vọng và tương lai vinh quang. Chúng ta chỉ có một Chúa, một đức tin, một lễ báp têm, một Thượng Đế là Cha mọi người, cao quý hơn mọi người, tác động trên mọi người và sống trong mọi người. Tuy nhiên mỗi người chúng ta nhận lãnh một ơn tứ khác nhau tùy theo sự phân phối của Chúa cứu thế. Như tác giả Thi Thiên ghi nhận, Ngài trở về trời cao sau khi phục sinh và chiến thắng Satan, ban phát tặng phẩm cho loài người. Cho nên chúng ta đã có cái sự khả năng Chúa đã chi phối trong một thân thể. Chúng ta phải tôn trọng cái sự tín ngưỡng với nhau, tôn trọng quyền sống của con người được tự do trong mọi sự, hòa bình với mọi người, với anh em của chúng ta sống trên thế gian. I would like to introduce myself. I am the pastor's servant of God, messenger to speak out to all God people. I preach Jesus is the way, the truth, and the life. I hold the 66 Bibles and the book of hymns and praise the Lord. I become a Christian when I was still young. I worship the God, Almighty God, and God's Son in the name of Jesus Christ, my Savior. And I believe the God and Holy Spirit be with us today. And also I believe the covenant all sent. We must together to practice how the God want have to use us. That God love you, God grace and mercy upon you. Unity, one body accordingly. In Ephesians chapter 4, verse 1 to 8. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with the suffering, bearing with one another in love, and enduring to keep unity of the Spirit in the bond of peace. There's one body and one Spirit, and one as ye are called is the one hope, is your calling. One Lord, one faith, one baptized, one God
and the Father of all, who is above all, and through all, and in your all. But unto every one of us is given grace according the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave a gift unto man. The Lord give a gift, all of us. We should respect any man, any culture, any their belief, and respect of mankind. We should not abuse them. That is the right of the Lord God. Have the message. And message I release that to you. Kaya nanya tap nang may blu khang kade. Biarlah dom klai ai di blu chi lam toa Timothy kade tlao ay lam plonam. May blu hok klai khap tu si klai mam ta lam dom rak klai di blu. Ji jang klai may blu tu si yang ngat jak klai Sydney brai may blu. Ji jang klai chi lam dom rak klai di blu. Kebiak ria mang ai di bu riwa. Jing yuom piom to buah kera leh nan bihriya marang ke klaik pak ino. Chiang kem nui idea di jing kela mau klaim prap leh di ngak yap nta projek. Mai ntu hun hong klai kap meng idea mai ke di chi chang. Và chúng tôi cũng là nói tất cả với quý vị, với lòng yêu thương đối với lời của Đức Thánh Linh theo Kinh Thánh thứ nhì Timôthê đoạn 3 câu 16-17 rằng cả Thánh Kinh đều được Thượng Đế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện cho con người theo cái sự công chính. Nhờ đó người của Thượng Đế được thành thực, có khả năng làm mọi việc lành. Cho nên anh em ơi, tôi là người mục sư, không như là một người hay là theo cái sự vu khống ở bên ngoài. Tôi nói với tấm lòng từ đáy lòng của tôi, giảng dạy tin lành, chia sẻ tình yêu thương của Chúa và nói hết chân lý của Chúa cho mọi người. My brother and sister, and all you worthy, the brought to you with love and compassion for the word of Holy Spirit, according to 2 Timothy 3:16-17, that all the scripture is inspired by God and is useful to teach us what is the truth, to make us realize what is wrong in our life. It corrects us when we are wrong and teach us to do what is right. God used it to prepare and to equip his people to do everything good work. That's what we preach. We must respect the old, the mankind belief. And also, we ask you don't make criticize without not true. As I am, I, the servant of God, share the God love to you with worthy, with compassion, and the truth what is happened according the Bible and the truth in Jesus Christ. Kaya nan mlan hruay pa mlan kayo jiksa hruay yom pan kumlu bun sang la jar mi la jar Amerik na
Jing rui ka kien ka klai nghi. E da bi nang klum duom di gu klai bi tu ư bim sip. Xong klai phat ka di. Rui nai am a yok bi dhur ka nong lam brak di char oh. Di char mi. Bi ra huat ka klai nghi ka klai da am sep. Bi phuk đạo ka Yesu Christ thao sang klai nghi ka bi a ri ma klai da. Ka Yesu Christ. Bim ác cực lệnh cực kiên cái chàng mì. Màu đoài tu bác plus bàn thân lệ. Phục ai ở đuôn rai đi nhu bọ ông klem cọm kra. Klem mù nhìn nghe ế đập bên nàng kẹo kriệt luôn đuôn. Tì rồi bác mlan cái dục thun cái dục y tu cái dục plus nắm. Tì nhu hờ đơ klem tìm ta bốn sang nghe nghe. Kẹo kriệt được bố. Tlai mong klem. Chào riêng các tự chúa đạo mong cố sẽ nên phun buôn sang hắc bạc mong kra lại bông khóa cập cập dùm đêm đế thì buôn prong kra cực lầm ruội yên nụ hồng núi đà hồi đế hông lại cực đâm ạ sẽ có lại lại có nói lại nằm lam cực đâm ạ chúc bảo biên hắc y đi mì mà under July 4, American and over country and celebrate outdoor BBQ, family picnic, firework, no matter your political persuasion. There is a reason to remember this special day because of what is present freedom. What political freedom is certainly the reason to rejoice. There also the greater freedom of all believer can meditate on today. Freedom in Christ. Here is 13 freedom scripture. I can use the help to cultivate 4 of July sermon idea. And most importantly, teach the spiritual freedom in Jesus' name. Independence Day celebrate the 4th of July remarks significant moment of American history. The birth of the nation founder on principle of liberty and justice. This day is not just a celebration of political freedom, but also opportunity to reflect spiritual freedom. As the Christian, we understand that true freedom, deeply rooted, is our faith in Jesus Christ. Happy birthday, America, 248 years ago. Our forefathers signed Declaration of Independence. On the Thursday, July 4, we celebrate that day back in 1776. That honor the idea of life, liberty, and pursuit of happiness. For most of us, that means backyard BBQ and, of course, parade, firework, in the night time. 4th of July, American all over country celebrate, adore, and we do all worship God together. Cho nên ngày độc lập được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 ở Hoa Kỳ, đánh dấu mỗi thời điểm quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ và sự ra đời của một quốc gia được thành lập dựa trên nguyên tắc tự do và công lý. Ngày nay không chỉ là cái ngày kỷ niệm tự do chính trị mà còn là cơ hội để suy gẫm về sự tự do tinh thần là tín hữu của Thiên Chúa Giáo. Chúng ta đều hiểu rằng tự do đích thực bắt nguồn sâu xa từ niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Jesus Christ. Chào mừng ngày sinh nhật nước Mỹ 248 năm trước tổ tiên chúng ta đã ký tuyên ngôn độc lập.
vào cái thứ năm ngày 4 tháng 7. Chúng ta kỷ niệm ngày đó là vào năm 1776, nhằm tôn vinh những ý tưởng của cuộc sống tự do, mưu cầu hạnh phúc. Đối với hầu hết chúng ta đều có ý nghĩa là những bữa tiệc nướng ở sân sau, và tất nhiên mà cuộc diễn hành và đốt pháo. Hôm nay là ngày 4 tháng 7, là người Mỹ trên khắp được ăn mừng bữa tiệc ngoài trời, là buổi đại gia đình và bắn pháo hoa, bất cứ sự kiện chính trị và của bạn gì vẫn có lý do để ghi nhớ ngày đặc biệt này là những ngày gì. Nó đại diện cái sự tự do thờ phượng tôn vinh Chúa, trong khi chính trị chắc chắn là lý do để vui mừng, thì cũng có một cái sự to lớn hơn mà tất cả các tín hữu ngày nay có thể suy gẫm: tự do trong Đấng Christ. Dưới đây là 13 câu kinh thánh, là 13 là state đầu tiên của Hoa Kỳ, là số 13 là tôi sẽ đọc câu kinh thánh cho quý vị để chúng ta biết cái sự quan trọng nhất để dạy sự tự do tâm linh trong Chúa Giêsu. 13 verse, Bible verse about the freedom and peace independent. Plutlau klai di blutchi klai da penang ingi klub dum. 13 câu kinh thánh về cái sự tự do, hòa bình và độc lập. Cho nên thì trước khi chúng ta học lâu con trai sang rèm, coi chẳng con trai sang phèo mộng bỏ lại. Ô ai đề bè giam ngăn chắc ý phô bì bọ kò. Rù kò bè kò đưa bì bì ai ông đai kò làm rùi đờ rì ý nghi luôn tùm chàn mì này. Được Chúa Giêsu ơi, Đức Thánh Linh của Ngài đầy dạy con, để con có thể giảng dạy chia sẻ cái sự vinh quang, cái sự duy nhất mục đích của ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ mà chúng con có được từ ngài ban cho. The Lord God, before I share you gospel of Jesus Christ, I would like to ask you, Holy Spirit, anointed me, open my tongue so I can delight the old word you give us to celebrate of Holy Day of Independent Day in America. We enjoy it in you, Jesus Christ. Amen. Lam blu tlau klai blu anay, klai eri blu brek dray tal sa, duah yang kris. On this 13, the first scripture talk to us to find in Christ. Trong 13 câu kinh thánh chúng ta, thì Chúa đến nói câu thứ nhất là tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Doa Corinto có đất lâu làm lục Chúa. Sơn ăn khoai giang dưng ngắt miàng. Lê nàn tị nốc ngắt miàng khoai giang đốt. Tị năn màu clay ý nghĩa. Trong câu 17, Corinto thứ nhì đoạn 3. Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu? Nơi ấy được tự do thật. And 2 Corinthians chapter 3:17. Now the Lord is in the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sơn đàn clay ý nghĩa mân clay ngắt miàng ai đi. Tí ấn ốc bầm bào clay cung phụ ốc ai đi mà ai đi ấn nạc ai đi giam ngặt giặc. Giam ngặt giặc mô độc trên nó. Như vậy thì chúng ta hiểu cái sự tự do thật từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Vả lại ai không có thờ phượng Đức Chúa Trời, không có thờ phượng Đức Chúa Giêsu Christ, không có thờ phượng Đức Thánh Linh, chắc chắn thì
sự thiêng liêng, quý báu của cái sự tự do thật không tại đó. Then for sure we understand the Bible. The peace, the freedom inside the Christ Jesus. If the place not have the faith, believe the Lord God of Jehovah, Father, and the name of Jesus Christ as our Savior, and the name worship of the Holy Spirit, and no spirit of the freedom in there. Kayanan rebredoa khoya. Vì vậy thì chúng ta phải tìm kiếm Đức Chúa Giêsu. That is why we want to find Christ. Mrodoa. Klaingie lam yang Christ. The second, the freedom in Christ. Thứ hai, sự hòa bình trong đấng Christ. Galati gada jima lan sa. Christ, Christ bim tlai de le. Chang gada mau klai nghe. Christ bim tlai de le. Chang gada mau klai nghe. Sanan dai do kichap ba. Làm lọ mì dì y bồ luân cực lệ biển ổ. Trong Galati đoạn 5 câu 1, Chúa cứu thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Chúa đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Vậy hãy bảo vệ và triển khai tự do. Đừng tự trồng cổ vào ách nô lệ của luật pháp nữa. Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by the yoke of the slave. Make sure the freedom in Christ. If you have Christ in you, that is the, your freedom. Ilan tatlaw. Bikabya mengklemat. Tada eh mama o klem ngay e dok klem ngat eh matapu. Klay nghe e gibat yo. Và thoát ra từ tối tăm. Nếu các bạn trong tối tăm là mất tự do, muốn đi đâu thì không được, muốn đi lấy đồ thì không thấy, phải có ánh sáng, phải đi ra khỏi nơi tối tăm. And release from the dark. If you're not out in the darkness, you cannot see the way. And the darkness, you cannot see the way, and you cannot find anything. That is why the Bible said, release yourself from the darkness. Isaiah chapter 61, verse 1. Isaiah gada nam plus silence. Ngat miyang kwa yang Yehovah dok tiko. Kaya da Yehovah trot leh ea bom ngươi tiko. Chang hun klem rom rang jak ke phung bun bin. Nhu tiêu rìa là câu chẳng biết lão phụ mẫu ai tí nguồn. Cái nguồn ấy. Đốc không cái mặt. Ta đã ý nguồn. Cái mặt gồm ấy. Bị chẳng hơn cái ghê cơ phụ mẫu nạ. Tâm năng phụ mẫu nạ ăn cử được là bằng mặt. Bởi vì nghe được. Lên năng cái bóc sang mẫu nạ cơ phụ ăn cử là. Tidak leh dip e adok tekarak leh orang keru ingot senak. Misal si dok tuk lema. Berak leh di blu mengat miang Yehova dok tidlong e. Halam aiti e. Bi ingye e. Nyu eo e. Nyu trut e apra. Bre hun klem rom rak jak ke pungpun bin. Trong sát Isaiah đoạn 61 câu 1. Thần Chúa ngự trên ta. Vì Chúa đã sức giàu
phong chức ta truyền giảng phúc âm cho người hiền từ. Ngài sai ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ. Nếu tấm lòng anh em đang bị buồn rầu như là cuộc đời trong tối tăm, và Ngài sẽ băng bó, sẽ làm tan vỡ cái sự tối tăm, cái sự buồn rầu đó, tuyên bố cho các nô lệ được tự do. Đó là rất chắc. Nếu chúng ta đang nô lệ như là đang đi trong tối tăm và mở cửa ngục tù để phóng thích những người bị xiềng xích, đó là từ quyền phép Chúa kêu gọi chúng ta được ra, được sức dầu cho truyền giảng tin lành của Ngài cứu rỗi anh em. In Isaiah chapter 61 verse 1, the spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to the blind up that broken heart, to proclaim freedom captivity. If your heart will be in sadness, it's mean in the darkness. But God come to make you blind to see light, and your heart to be happy, and release the darkness of the prisoner. Absolutely, some people have been in jail. They put in darkness room. But God said, go open that. One open to you and upon his power and miracle, anointed you to go out there, messenger, to magnify of the Lord God. Mropa, Urhia, Bekka Yehovah. Đi. Hãy kêu cầu Chúa. Number 4, cry out to God. Lòng cây mới đập nó sẽ tốt plus pan này là này má. Tì krak lại cái đập nhai. Cậu yêu và lại cái Yehova. Yehova là việc lại cái cậu là nên bị nghe cậu. Yêu và lại cái Yehova chẳng cái đề mộc lại nghe. Ơ gặp vui cậu. Tì Việt Nam lên cơ ta trả. Xích mơ ý mọc lại nghe cực lại tiếp ế rồi nè. Ý nghe xích hệ. Mô đã ạ đô cơ lại cân hẹ. Lại đẹp lan. Hiu y bạt. Cô hùng bụ. Đoà. Lại tiếp đà bừng hoa. Ạ đô cơ lại lan. Và lại bác cơ dê hòa. Ai đi sang bí đốt đi nục chát. Bím gốp thông kè và lại. Không dì chàng phục đạo. Cô luôn ế dì à ra này hình có yêu ở cầu cơ kè và lại. Ở cầu cơ ai đi bí rau. Bài cơ đại kè nghe. Nghe. Chris. Bài. Nghe cơ luôn đúng. Và chúng ta hãy kêu cầu Chúa. Trong tuyệt vọng, tôi kêu cầu Chúa, Ngài đặt tôi lên chỗ vững vàng. Tôi xin hỏi anh em, sự thật là anh em có tự do chưa? Hòa bình, sự thật trong tâm lòng anh em không? Cái gọi là cái sự thoải mái không trong cuộc đời của anh em mỗi ngày? Hay là con khốn khổ trong vấn đề cuộc sống hàng ngày, trong vấn đề thờ phượng Chúa, trong các vấn đề khác còn rất là khó khăn? Nếu là như vậy, hãy kêu cả với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa. Bây giờ tôi kêu gọi hết tất cả là 16 quốc gia trên Đông Nam Á. Đầu tiên là phải cầu nguyện cho sự hòa bình cho tất cả nước khác nhau.
chúng ta tại Việt Nam phải cầu nguyện cho nước Việt Nam chúng ta có sự phấn hưng, có sự vui vẻ, có sự thoải mái sự thật trong cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. And also, God said, cry out to God. From my distress, I call upon the Lord. The Lord answered me and set me in the large place. The Lord is for me. I will not fear. What can man do to me? Let I ask you, then, my brother and sister. Surely you've been free now? And your life right now, you not afraid any? Are you free? Are you free? Are your life live with satisfied or what? If you have trouble, hard life, struggle, you must pray, call on the Lord. Especially in America. I pray for all America return to God. I ask God to revive America. All should return to the Lord. Today we not peace in America. Every day shoot, kill. And other things. So we pray. What happened tomorrow in your life? Because the gun out there, the bad evil acts out there. If you see you concerned about that, I want you to join me. I call all more than 16 countries have to pray for peace and freedom. That's what I am today. I call you, join me, pray for our country return to God. Mroi ma, hlam, klay, chih klay nghe, klum dum. Ya klay nghe sit le. Yo mo klay nghe, ai di bray ka dray len, dray lo ngak brak tu si kadeh. Mo yo ji jang klay ngak grap roi, mo klay tu dun ke eo. Sanon bre e pioh kle nga bre tu dun ke mo kle nge sit ke sanan ka jing kle nge sit tu si chi kle nge ai di bre kle di blu hun ko dai ya dok kle soh le nang kle job. Anh em ơi, điều thứ năm trong cái bàn tuyên ngôn độc lập, cái sự độc lập sự thật là chúng ta phải làm cái gì điều đúng. Nhưng chứ không phải tất cả sự độc lập của chúng ta có tự do trong cái sự độc lập tuyên ngôn thì cho chúng ta sử dụng cái con đường quấy ngoài cái sự tự do. Nếu là như vậy đã sai, chênh lệch, không phải là cái sự độc lập nữa, không phải là sự tự do nữa. Ví dụ trong cái bản tuyên ngôn nói rằng là đừng giết người, thì bây giờ cứ đi lấy súng được tầm bậy đi bắn người này kia, đó là cái điều không đúng. In the fifth, right and wrong, what does the Declaration of Independence say about God? Peace. But not everything in the declaration has been peace and not beneficiary sometime. That is the 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Prekot lang kada e ya klai jing klai ngi lam sa koran to kudrik nam me lam pro doa. Chi jang nang ko mau klai di ga sai. Nani ya klai ngi chi jang nang có màu, có đi ngã sai. Bia đã mở cho ô di chàng nâng dình tu đơn mở mầm nâng làm nâng màu mở cho dình tu đơn ô. Sẽ ta đã mở tu đơn mở bre kỳ dình tu đơn dìa chẳng ngã nhu
Sân chí chăng nâng có máu lại đi ngã sái. Bia đã có âm mô ngã sẵn dình hlun cơ xàm tàm nâng ổ. Sân chí chăng nâng đi ngã. Bia ngã gia đọc tụ đừng. Chí chăng lại nghe em mô chấm tàm nâng. Bia đã đâm bệ y dình hlun cơ nâng nâng ổ. Sân ân, răng bia cơ lại nghe cơ lộn đồn. Trong sách Cô-rinh-tô thứ đoạn 6 câu 12 để nhắc lại thế nào là độc lập, tự do trong cơn đánh. Mọi việc đều được phép làm. Đúng rồi, nếu là độc lập tự do để mọi việc được phép lập làm, nhưng không phải mọi việc đều có ích. Cho nên trong khi một nước chứ không phải là tất cả công việc chúng làm đều có ích cho chúng ta. Có thể có ích cho công việc khác, cho người khác, mà không có ích cho mình. Cho nên nếu không có ích làm sao mà chúng ta muốn làm? Phải không anh em? Tôi không được phép làm mọi việc, nhưng tôi không để việc nào chi phối tôi. Được phép làm mọi việc, nhưng mà đừng có để cái công việc đó làm cho anh và em hay là chị, tất cả mọi người chúng ta là nô lệ cái công việc đó. Nếu là bị nô lệ như vậy thì chúng ta đã mất cái sự độc lập rồi, tự do rồi. Con người tự do chứ có phải là bị hàm dọa hay là bị chi phối hay là cái gì từ cái công việc chúng ta làm. Let I make sure understand about independence. Declare. The 1 Corinthians chapter 6, 12. I have the right to do things. You say, yes, absolutely. If you have peace and freedom, you have right to do things. But not everything that benefits. Not everything is benefit. Yes, it not bring you benefit to you. Why you want to do? So, in other words said, I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Example, if you do something, that thing to matter, to control you, why you want to do? That is not independent. Independent that you will be a boss. Control. Peace and freedom for everything. And the life. That is what God said. Don't use the freedom you have to do what the flesh desire. Kaya nam tal nam. Yak le tu dun le. Yak le amau tu dun. Làm sao có rừng tố gần rịch bố gần lần đọc lột lâu. Dì dàng nâng cao mò kè đi ngã sái. Bia đã mò dọ dì dàng nâng ô dình tố đơn. Ý bố lô bình nhạc kè nâng. Cho nên từ pha lô nhắc lại từ Cô Rinh Tô chính dứt. Đoạn 10 câu 23. Mọi việc đều được phép làm. Nhưng không phải mọi việc đều có ý. Mọi việc đều phải được phép làm, nhưng không phải mọi việc đều xây dựng. Đều xây dựng. Chúng ta phải làm mọi việc. Chúng ta cần cái sự việc được xây dựng gia đình, xây dựng cuộc sống của chúng ta. Đó mới là việc đúng. Nếu không phải là cái sự xây dựng, chứ không phải là công việc tốt. According to the 1 Corinthians chapter 10:23, the Paul said, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. You must do something, help you construct.
build, make your life better, make something better. That is the time we said we will have independence. Mrokijo, tremok lai chang mang. Klai ai di blue breaker drai klai chang mang. Lam klai mui dap mersai tu plu depan lal pak plu ma. Kau sangai ba thong klai nghe. Kaya dah kau tui doah. Leh klai ichi. Tớ dah drai ba tui loi klai ai di blue. Drai jing bunuh nghe. Ma mau klai soh o. Tớ đã trẻ gứt cơ lại ai đi lúc. Trong cái câu 7, nói về chúng ta có sự hy vọng nếu chúng ta tuân theo lời Ngài mãi mãi, nên sẽ sống tự do thoải mái nếu chúng ta vâng lời theo, làm theo đúng câu Kinh Thánh chỉ dẫn chúng ta. Chúng ta sẽ sống tự do, thoải mái. Nếu không làm theo Kinh Thánh, chắc chắn nó sẽ bị là tội lỗi. Psalm chapter 119:45. I will walk about in the freedom, for I have served out your perfect. My brother and sister, you cannot be perfect if you do not obey, not walk according the word of God. But if you obey, read the word, and follow the word, and to do as the word, you become a perfect. You don't have a sin because you obey, because the word of God teach you unrighteousness. Mrospan prekatre pabre kleso pabre kleso lo brok dikenak de plot law lan plot plus pan plot plus pan senat opok yok dai bredi e tau hong po nan ye ai di hun ke di e kle pabre kleso kono klam yang isu kris po tona e mau kris e mau kleso ipaprelah elang kudupan lenan hong nyu ya lai poda jingingi leh mengjijang klebian imuis mamau dui bingiri o lam plom ta klebian imuis mendah menuh dui tui lui berah tedah tui tui lui di lam kejum ta span ta adwam ta amodah tlam ta kenal tuj ia mau duit lu eh. At ikan lo keluam. Tui gue kelebihan lai. Sen ikan mau kelebihan ke pak lai. Tada eh zuk hong. Kelebihan imu is. Biar yang Yesu Kristri. Ia tak ke nyo. Nyo pabrik le soh eh. Ia kenang lo merah nyo. Senan eh. Jing keluam dum lo merah. Lam kelebihan. Ai di cil. Dan ai tin. Chúa cứu thế đều được tha thứ tất cả tội lỗi và được Chúa thừa nhận là người công bình. Đó là điều mà luật pháp Môsê không bao giờ thực hiện. Nếu là nhờ cái luật pháp Môsê 10 điều răn kia, có người thì tuân theo tốt quá để có thể là số 6, 7 điều, 6 điều, 3 điều hay là 2 điều cứ cũng không được. Nếu là không trọn vẹn thì đương nhiên là không theo luật pháp. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng ta đến để làm trọn vẹn cái luật pháp đó với cái sự khuyết, cái sự chết của ta để được cứu rỗi đã làm trọn vẹn. Đó là Đức Chúa Giêsu nói. Cho nên cái cuộc sống ngày hôm nay, anh em phải tin Chúa, phải có huyết báo của Chúa Giêsu. And also to make clear. And the
chapter 13, 38 and 39. Therefore, let we know you to you, brethren, that through him forgiveness of sin is proclaimed to you. And the word 39, through him everyone who believe is justified, and everything you could not be justified from the law of the Moses. Well, 10 commandments. Some people very good, to be honest. 7, 8, but miss 2, miss 3. No one can open to perfect 10. So that Jesus Christ said, look, come to me, believe in me, my life, my blood, I die to redeem you, the cross, make you perfect in the law. That is Jesus said. Kayunan merodopan, love in neighbor, but the cup ko po rin kahte, hay iu kay lengkang kota. Galati kada niya malam, lupa. Apuk yung aday, arang iyo lah di ikak lay ngi. Apuk yung aday, arang iyo lah kada ikak lay ngi. Biar at dam yua ok lay ngi di ijing, ilan brek lay ngak tu si kada. Biar dah halam klay kap brek di ijing ding bol. Adang di. Sito mo. Mau lek lai bian dam tlek do orang oh be e tlek e mampu ke elok berai ke dia ingat tlek do yong dai ai dia lai menu sang hati phong klai tu ho hang yu po si to mo da da ngak tak tan kon hong mo nak kan klai dia lai tlek ai dia bim gop klang ke klang ke deh ke deh. Bé y lẹ lòng kẹt lúc bố con hôn hôn lẹ y ngã xó. Anh ăn dinh kẹ lẹ y nghe y mò. Ở mò dọ ô kẹ y nghe lọ ngã tui sức lẹ kẹ đẹp chăng. Dinh xó. Dinh xó. Ví dụ trong Galati đoạn 13-14. Câu 13 nói rằng, thưa anh em, chúng ta đã cho anh em được tự do, nhưng đừng hiểu lầm cái sự tự do mà phóng đáng buông trôi theo dục vọng. Anh em được tự do để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương. Ví dụ gà hôm nay Chúa đã ban cho 10 điều răn cho chúng ta: đừng đi ăn cướp, đừng cướp đồ. Thì chúng ta lấy đi cướp đồ người bạn chúng ta, thì nếu là như vậy thì người bạn chúng ta làm cho ông khổ, ông nghĩ, ông buồn. Câu Kinh Thánh nói là nếu ai muốn giàu có thì phải đổ mồ hôi mình, để phải hy sinh để làm việc, tự lực tự cường, tự sinh sống để có được. Nếu chúng ta đã làm một điều gì không có tôn trọng cái sự yêu thương với nhau đã sai. Chúa nói trong cái sự dục vọng, thì bây giờ làm cái đồ cuối theo cái sự thác của mình, thể xác của mình, thấy mê chọc vợ chồng người ta. Như vậy là như thế nào? Người ta có làm cho người ta buồn hay làm như thế nào? Đương nhiên là phải ghen ghét. Đó là từ đâu? Từ cái cuộc sống dục vọng của một người kia. Như vậy, đâu có phải là chúng ta sẽ phục vụ lẫn nhau trong tình thương nữa. Là sai lầm. Cho nên đừng nên làm, phải yêu thương người lân cận. In Galatians chapter 5:13, love your neighbor. You
my brother and sister, we're called to be freedom, but do not use the freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Example, God said, do not steal. But you steal. The ones who steal from somebody work very hard to get that thing. That you not make him happy. You not help him. You not love him. You do it wrong. And also, God said, do not adultery. But you have seen somebody wife or other husband, and you joke them, convince them the way of the flesh that you desire, that you're wrong. You not serve, you not share, you love, compassion, do not harm everybody. Kaya nan kaya na jijang klay bihan mau klay bi sit kla enum. Khắp bẽ có bố riêng gà im sẽ xì bố. Vì vậy, cả luật pháp cô động trong câu này. Yêu thương người khác nhiều hơn. For the entire law is fulfilled in keeping this one. Command love your neighbor as yourself. Một rốt lô. Ý nghĩa mừng lại gì? Tự do từ sự chết. Freedom from death. Nên đập nhạc lại nghe lòng đồng. Làm rộm rít spăn này lăn xa trúc cơ đó. Cái nên ra này hình ám ổ lòng bao lại bị cầm hạc ô cơ phụng đốc lâm Christ Jesus. Lên nên là đó. Cái đặc lại biến yam ngạc giặc bài lại đếp lâm Christ. Jesus bị nghe lại cầu. Mừng lại biến cái sóc lên nó cái gì. Cho nên chúng ta tự do từ sự chết nếu chúng ta tin Chúa Giêsu. Vậy người thuộc về Chúa cứu thế Giêsu sẽ không bị kết tội nữa. Vì cái luật thánh linh hằng sống cho trong Chúa cứu thế Giêsu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Chúng ta không chết đi nữa vì Chúa đã cứu rỗi chúng ta rồi. Yes, we will not die. Rome chapter 1, chapter 8, verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And the verse 2 said, because through Christ Jesus, the law of the Spirit, who give life, has set you free from the law of sin and death. No more death. You receive Jesus Christ. You convert to Jesus. The blood of Jesus Christ washes your sin. And also you will be free and free indeed. You have everlasting life. The life of Jesus give you. Kaya nan lam plusa, elan kleng plusa. Freely choose to be obedient. Bread de roa. Hadip ko kleng ye. Chúng ta hãy lựa chọn sống trong sự tự do. Mới là tự do. Sa Petros kde doa elan plunam. Hadip pem se si pum nu hinge. Hadip pem se si pum nu hinge. Bia đã đâm vua ô cây nghe dừng luôn đập cây chát. Ý nghe đập cây chát. Rồi bà sang dừng nghe ạ. Bia đã bài đi đếp sẽ xí phùng đinh bol ai đi. Phùng đinh bol ai đi. Hồng cây ế nọ hay đâu. Lưu phùng qua bông tô bông tô. Bông tô xem sẽ đập không sang ai đi. Bia đập hay là cây xó. Cho nên idea mọi chẳng
Và trong cái câu Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 16. Như thế không có nghĩa là anh em được tự do làm điều quấy. Hãy sống như người tự do để luôn luôn làm theo ý muốn của Thượng Đế. Nhiều người dạy dỗ trong nhà thờ mà cuối cùng thì bản thân của mình để giấu làm tội lỗi. Điều đó không có phải là điều Chúa muốn chúng ta làm. 1 Peter chapter 2, 16. Live as people who are free. Not use your freedom as a cover up for evil, but living as the servant of God. Yes. Many other pastor or minister sometimes hide the evil thing that we personally and we preach, we teach, but we hide it. That God don't want it. Blue door. Đấy, bao lâu mà dừng luôn nó nào ông cực lại xó. Và thứ 12, chúng ta không bao giờ lâu dài là nô lệ của tội lỗi nữa. And we have no longer prisoner of the sin. Là mi lúc có trích spa e lan pro span. Ngắt mi an khoai an đục tì có. Có yếu đá nhu trôi e bom người tì có. Chẳng có cầu hương cây mở rộng chắc cơ phụng bùn bình. Như tiêu rìa cầu bởi hương cây nghe cơ phụng nạ. Bởi cơ phụng bùn lạ cây lọ bú. Bị nghe phụng ổn tư dọa lại. Và trong sách Luca đoạn 4 câu 18. Thánh Linh Chúa ngự trên tôi. Ngài ủy nhiệm tôi truyền giảng phúc âm cho người nghèo. Sai tôi loan tin từ tù nhân được giải thoát, người mù được sáng, người bị áp bức được tự do, và Thượng Đế sẵn sàng ban ơn lành cho người tin nhận Ngài. And Luke chapter 4, 18. Spirit of the Lord upon me, because he has anointed me to preach the gospel of the poor. He has sent me to heal a broken heart, to claim liberty to the captive, and recovery of the sight of the blind, to set liberty those who are oppressed. Mro plutlau kunatuch. Live by the spirit, not the flesh. Hadip pong yam ngadjak. Lam hadip tu sikadeho. Tớ đã trái mô đếp tư giam ngọt chật. Ây địa mô đông bệnh thông trái. Làm Galati gần đây chế bài làm bộ năm. Bia đã câu lại. Bài giam ngọt chật kia kriệt lại đếp đi. Lên nên đế ế à mô sẵn bìm ác cơ cơ đại ô. Mô sẵn bìm ác cơ cơ đại ô. Có mô sạc lại yết lì gần đếm sẽ sẵn này. Nạc đề gà bộ lần. Ai đi breaker nak đi ga tipi lau hen ti độc lăn lạc ngư đi ga chi jang ai đô đ ti bo klai ngi đập pe nang klai chak chin bia da lam klai hui pu ko ai đi ko yang mo thok ra lo bo kum rang prong na ni yang bo ea prong nani yang len bom di nyu kamma ti nyu ma era yang jau lai ho era un era nu ma era wa lai chang ngang ngang yang kai ri nyu yeu mo ai du po ti ai di po brai len nani nyu mo tha o lai ai du ai di brai sanan kan ha tuch yang chat mplu senan này là gì dạng cây nghề cây chọc chân senan à câu có ai đi bởi vì chỉ dạng ai tiệt rồi
rưỡi này đầm đê lại học phụ ấy đùa đứa đùm ơ phụ nặng đề gà tổ lắm ấy chẳng máu bớt lấy nghe gà lần là rè cô phụ vết cơ ai đế à mà rè lắm nó đến lộn hình bố hỷ rè bố dinh rè bố bè lấy lần nghe gà rè sẽ nó có cú cái đế bè đế lộ có cú vết bố cú cơ công phụ cơ ai đế cơ dê hòa bố hỷ trí chẳng nặng lùi bè e lăn sọ đế vết cơ ai đế vác lại chẳng cơ bọc lệ nghề cơ lăn chả rè sẽ nâng rẽ đâm lõi dương lùn lên ai đế sang bìm tài rè và sống theo thân lần đừng sống theo xác thể. Trong Galati đoạn 5 câu 16. Vậy tôi khuyên anh em đi theo sự sung hướng, đi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để thoát khỏi dục vọng của bản tính cũ. Bản tính cũ. Tôi có một cái bài ví dụ. Dân tộc Dega, người bản xứ đã sống lâu năm tại đất, các tổ tiên sống rất là hòa bình. Họ nói rằng thì bây giờ rừng lớn đó là thần, sông lớn đó là thần, là có thân thiết. Là khi đầu năm làm lễ cung thì bây giờ theo cái bói kia nói rằng là bây giờ lấy con đồ, con vật trắng để lấy máu, hiến máu kia để mà cầu nguyện sự chữa lành hay là sự ban phước. Họ cũng kêu gọi là I do, tức là Chúa Giê-xu, I die là Đức Chúa Trời, là đấng ban cho và đấng dựng nền trời đất. Và không biết Chúa là như thế nào, Thượng Đế là như thế nào. Sau này thì từ từ nó bị ảnh hưởng từ cái người khác, phong tục tập quán khác, thì đi theo con đường khác. Cho nên từ từ nó mất cái sự tự do thờ phượng, tự do tin Chúa. Làm theo xác thể là chúng ta sẽ mất. Cho nên tôi kêu gọi tất cả là người đề ra bản sự của tôi. Hãy trở về với Chúa ngày hôm nay. Hãy trở về với Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi chúng ta. Hãy thờ phượng Ngài không có cái sự cung thần bằng huyết nữa. Vì huyết của Đức Chúa Giê-xu đã làm trọn vẹn trong thời cứu ước này. Cho nên chúng ta sẽ thờ phượng Chúa Giê-xu Christ để có cái sự sống đời đời, sự tự do từ quyền phép của Đức Chúa Giê-xu. Và sự tự do của Chúa Giê-xu ban là tự do sự thật. Đó là tôi rất là yêu cầu và kêu gọi tất cả người bản xứ của tôi trở về với Chúa và tin Chúa để chúng ta có sự tự do về với chúng ta trong cuộc đời chúng ta trên thế gian này. Then I would like to say, live by spirit, not by flesh. I make example according to Galatians chapter 5:16. But I say, walk by the spirit, and you will not gratify by desire of the flesh. Let I tell you a short story of my people. They got indigenous people. A first of the generation that mankind live and come to Central Highland of Vietnam. We existing, God give birth to us that land. And when we do see spirit, a big forest, that is spirit, big river and the spirit. And also the same thing that we worship look like Old Testament. God accept the blood
that said to Babel, Abel, in Genesis. Then when the witches said, look for the animal, white one, get the blood and pray for healing, pray for blessing, and began the harvest, they do have prayer for a blessing, ask the God provider rain so they can plant, sow seed. Yes. But until other culture come, they forget that the what is the spirit, the ancestor have believed it, God, start to walk away from the truth. Then we lost all peace, lost all country, lost all land, because we listen to gentle, to obey. That is today I invite all my indigenous people, come back to Christ, come back to God, who your God, who your culture, receive Jesus Christ. And God give you peace, freedom. The peace, freedom God give you will not the same peace of freedom mankind said to you. That's why today I would like to pray for all. O idea break ipo break le, nto de bip di ai, yêu di giang anh nặc chữ chiang có block vật cái mày chữ anh nặc idea mày mò mò chữ ô cái đạo tui lui cái đạo phụ tay gà mày đạo cái mày chữ anh nặc cái mày hụi phụ cái mày cứ cúc cái chữ khoai giang idea mày ơi yêu bà sân break ipo ri bị cái chấp idea mày vứt đạo cái Đức Chúa Trời con rất cầu nguyện với Ngài. Hãy nhậm lời cái sự cầu nguyện của chúng con, nhậm lời cái sự trở về với chúng con, để chúng con có sự hòa bình, tự do, sự thật cho bản thân và cả nước của chúng con đang sống, đã hưởng. The Lord my God, before we end, I ask you return your heart to us, make our heart return to you as well, so we will have a peace and freedom through you, Jesus Christ. Then I pray for all today, and this sermon can help, can touch the heart who listen and return the heart to you. Accept you, Jesus Christ. They will be free. If the nation worship you, accept you, that nation will be free as well. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Toàn một bác lâm sáng kéo vàng mà chỉ để đàm ra nỗi buồn sang chọc nghe để đàm ra chỉ có mà làm gì cứ về đây.